đen lên đây nè, nó đen xuống. Dạ, nhanh dữ vậy. Gần nha. Cần. Yếu đó. Nó nhau đen kìa. Tiền bạc nó không phải là cái yếu tố để các con quyết tâm, nhưng nó là cái sự động viên khích lệ để cố gắng của các con. Chú mong muốn là năm nay chúng ta phải đổi màu được huy chương, hãy cố gắng hết mình. Trường hợp không được thì cũng phải là đá hết mình, đá cống hiến. Ban huấn luyện và cả chú cũng không bao giờ chê trách nếu chúng ta phải dừng bước mà đã hết sức, đã cố gắng hết, thể hiện tuổi trẻ có khát vọng và hết mình, chứng minh là gì? Chúng ta có năng lực thực sự. May mắn nó chỉ là một yếu tố nhỏ. Hôm nay là Noel, chú sẽ tặng cho mỗi bạn 2 triệu để các con mua một quả nho nhỏ hay là tiêu vặt. Còn tối nay chúng ta sẽ có một buổi liên hoan tại nhà hàng hải sản Bình An Diên Phương. Chúng ta tặng đồ ăn rồi. Ta sẽ có một buổi tối vui vẻ tập trung cho buổi tối ngày mai nhé. Tâm đối duy đối chỗ áo đen lên đây nè, áo đen xuống nhanh dữ vậy. Cần yếu đó, áo đen kìa. Dễ ăn đâu. Đang lùi lối sau đi. Thôi hai trước các bạn bước lên chút giữa. Mấy đứa nào chúng ta túi đưa thầy báo đưa túi. Dưới này thầy đã mang rồi gì nữa. Rồi thằng Châu. Mấy nào đang nghe những bạn định đưa bạn định đưa. Rồi mấy bạn một cũng phải hết sức cố gắng nha. Giải nào cũng là giải. Em muốn được mà xin về con thôi. Chú anh lượm cháu, khóc lại. Chú ơi đừng nuôi con chị. Đưa bố cho chú. Ok. Nữa. Chú Quỳnh mắng. Thôi không mà trời. Quả rồi. 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 Rồi.
Rồi, lên học. Cùng 21. Hòa lại ra đây. Rồi.